Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của mình nha. Thì đã lâu lắm rồi, thì khoảng cỡ 10 ngày rồi mình chưa có ra video nữa hết trơn. Thì tình trạng là thanh long nó rẻ bà con. Rẻ rồi mình còn có công việc rồi với thứ hai nữa mình nó rẻ quá, giờ ra vườn mình chỉ có tưới nước rồi trái thì mình không có. Thì chạy điện thì mình chỉ mới chạy điện được 10 ngày. Người ta nghỉ hết rồi. Nhưng mà riêng mình vẫn còn chạy điện. Tại vì mình có cái suy nghĩ như thế này nè. Hiện tại là tháng 1, tháng 2 ở trong mình là trời đang nắng. Phía ngoài Bắc, các tỉnh ngoài Bắc là trời rất là lạnh, rét, có mưa nên dịch bệnh nó tăng cao. Thì khi mình chạy hôm nay mình chạy để mình chạy mình canh bán mùng 5 tháng 5 á, thì ở trong mình nó bắt đầu nó mưa. Thì ở ngoài phía các tỉnh ngoài đó là trời nó đã nắng lại. Nắng nóng lại thì dịch bệnh nó sẽ giảm xuống và hết. Giống như hiện tại ở các tỉnh miền Tây thì dịch bệnh rất là ít, đúng không? Hiện tại vì dưới đó đang nắng thì mình suy nghĩ như vậy nên mình chạy điện. Thì mình nghĩ rằng thì trong cái khoảng thời gian khoảng 30 tháng 4 và mùng 5 tháng 5 á, thì nó sẽ có giá trở lại và giá sẽ có tầm cỡ 15.000 cho ruột trắng và ruột đỏ có thể dao động khoảng cỡ 20.000 nha mọi người. Thế mình suy đoán là như vậy nên mình lên điện và đã chạy điện trắng và đỏ hết luôn. Thì cũng mong là mình đang chạy điện sẽ có cái lưới giá cao. Hôm nay á thì mình chia sẻ, nhiều người hỏi mình á là xe thuốc nó hay bị cái thúi cái búp nè, đó búp nó nhỏ nè, là khi trái non đồn hay bị thúi cái cuốn mà xịt theo cái gói khuẩn của mình á, gói khuẩn mình chỉ thì có giảm nhưng mà nó không hết búp, hết nó không hết luôn. Thì có cái bài thuốc nào, có cái chai thuốc nào nó được hơn không? Thì hôm nay mình chia sẻ cái chai này thì mình nghĩ là nó sẽ giúp ích cho bà con vấn đề đó. Chai này ở đâu cũng bán hết á. Nó chỉ cần một cái loại giống như nhau, thành phần giống nhau thôi. Còn cái công ty nào cũng được nha mọi người. Công ty nào mọi người mua cũng xài cũng hết. Nó vừa là chống thúi cuốn nè, thúi cuốn búp trái, rồi trái chín luôn. Rồi giảm tỷ lệ ốp bụng. Thì cái dòng đó là canxi bo dạng sữa. Thì mình cũng đã luôn chia sẻ ha. Những cái mùa mưa thì mình không có chia sẻ canxi bo đâu, mà những nước đâu, mùa nắng thì chia sẻ thôi. Tại vì mùa mưa á nó dư đạm rồi, mà cái thành phần nước mưa nó dư, nước mưa dư đạm mà mình còn thêm canxi bo nữa là nó sẽ bị tình trạng bị xanh ức, xanh mỏ nên mình không sử dụng. Và giai đoạn đó thì bà con chỉ nên xịt canxi bo dạng nước giai đoạn mùa mưa á, búp trái cao và búp 10 phân lấy tay đầu để cho nó khỏi bị thúi cuốn. Thì pha cái thằng này á, nếu mà mình dạng nước mà mình không có biết cách pha thì nó sẽ bị đóng bẩn. Thì bà con pha tất cả các loại thuốc bà con xong, bà con hãy bỏ thằng này vô thì nó sẽ không đóng bợ, nó vẫn quậy vẫn lơ vậy đều kim đồng hồ ngược lại thì nó sẽ không đóng bợ và nó sẽ xịt được. Vấn đề tình trạng búp là nó bị thúi đít mà đó. Bây giờ chưa đâu, khi mà mình xịt trên cái cử trái non đồ bắt đầu trái 2 ngày 7 ngày rồi đó là nó bắt đầu là nó bị thúi cuốc ha. Chỉ cần mình đi ngang mình đụng lên cái trái lông, mình chỉ cần mình một ngón tay mình gạt xuống thôi nó cũng đã rụng rồi. Rụng cái búp, rụng nó bị sâu quá sao này nè đó, là tình trạng cái búp này là còn non. Là cái canxi bo dạng sữa đây nè. Thì bà con chỉ cần đi mua cái chai canxi bo dạng nước á, dạng sữa thôi. Còn công ty nào cũng được, nó cũng là một dạng canxi bo dạng nước mà thôi nha. Thì công ty nào cũng được. Đó, cứ một bình 16 lít là 50ml. Như cái chai này nửa lít là hai nắp này. Xịt phủ luôn, xịt cho chảy nước luôn á. Bỏ chung với lại mùa này bỏ chung với lại thuốc nấm rồi vô xịt cho nó khỏi bị thúi, rồi khỏi bị vàng đầu trụ luôn, khỏi bị thúi dây ha. Rồi cái tình trạng trái sống của chúng ta đó, trái non của chúng ta giai đoạn mùa này nè, cứ mỗi lần phun từ trái 2 ngày cho tới trái 14 ngày, cứ mỗi lần phun là bỏ vào cho nó 50ml cái dạng canxi bo sữa này là nó chống ốp bụng trái lòng. Riêng về ruột trắng á, ruột trắng là tình trạng mà nước chúng ta tưới không đầy đủ á, cứ vườn có tưới ít tưới ít gì đó, cứ cầm hơi cầm chừng vậy đó thì tình trạng ốp bụng sẽ rất là nhiều. Và nhất là những cái cây mưa, cây thanh long của bà con mà nó chín rồi á, nó mưa đầu mùa lắc 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 về hột, hoặc là nó mưa cái rào quá ướt thì năm sau đó, tại nó chín rồi nó không thể ướp bụng được. Rồi những cái vườn nào đang có trái 12, 13, 14, 15 ngày đó, những cái vườn đó nếu mà khi cây mưa nó bay ngang, chúng ta không tưới xả, không tưới gốc kịp thời và không phủ canxi bo dạng nước lên kịp thời là nó sẽ tình trạng bị ướp bụng hết 7-80% luôn. 7-80% á, chứ ít đâu nha. Mình nếu mà mình làm á thì nó sẽ không ướp bụng đâu. Còn mình phải tưới xả cành nè, tưới gốc đầy đủ nước vô nè,
nêu nước vô cho nó, rồi mua cái anti bo sữa nè, phun lên trái, phun ướt cái trái luôn nha, phun ướt trái thì nó sẽ đảm bảo giảm cho bạn, hình như là nó giảm một tấn thì chỉ còn một vài trái thôi ở bụng thôi. Còn nó mà thời tiết như vậy mà chúng ta cứ y chúng ta không làm thì nó sẽ bị tình trạng ở bụng. Và có một cái đau hơn nữa nè, là nhiều bà con cứ nghĩ là giá rẻ là không cần phải chăm sóc, không cần phải đầu tư, ở chỉ xịt bậy bạ bán không đâu bà con. Bà con được suy nghĩ như vậy. Thanh long rẻ thì các thương lái người ta phải lựa chọn mua hàng đẹp, còn hàng xấu người ta không mua rồi, chắc chắn là vườn xấu họ mua. Tại sao nhiều vườn chặt bỏ đi thì những cái vườn đó nếu bà con vuốt tay bơm căng quét cuốn đầy đủ đẹp thì người ta sẽ không chặt bỏ đâu. Những cái bạn, các bạn đang xem những cái vườn mà chặt bỏ bẻ héo đồ là những cái vườn đó không có gì xịt thuốc, không vuốt tay, không quét cuốn bài bản, là cứ sợ rẻ là đầu tư tốn tiền ha, là cứ làm cho qua lo rồi để đó. Tại thương lái vô thấy xấu quắc sao mua, đã rẻ phải làm cho nó đẹp bán mới được. Đã rẻ mà chúng ta xịt qua lo, chúng ta xịt cho có, vuốt tay không vuốt, xịt căng lên tay nó đâu có cứng đâu, nó chỉ cứng ta nhưng mà nó không có xanh, đít nó không có được căng, nó vẫn nghèo, thì đương nhiên là lái vào mua họ sẽ chê và họ sẽ mua rẻ và họ cắt một nửa bỏ một nửa cũng có ha. Và chúng ta làm cho trái long nó chín đẹp lên căng bóng ra, thương lái vô họ sẽ mua giá ví dụ 1.000 mà mua cho mình thì mình làm đẹp thì cắt sạch, còn 1.000 mua cho anh A làm qua lo xịt thuốc cũng có nhăn nheo thì mua anh A dài ba tạ cắt bỏ đó. Dĩ nhiên khi bà con thấy đầy vườn là trường hợp đó thôi, chứ còn những cái trái cồ bự ra vẫn mà mua 1.000, tại sao không bán? Tại vì 1.000 bán chi, bán cho nó làm quen, nó ép giá mình. Nhưng bà con phải suy nghĩ như thế này nè, không phải là nó mua của anh B mà nó ép bên A, không phải nó mua của anh C mà ép anh A và anh B. Cái này là giá rẻ toàn quốc chứ không phải là rẻ riêng một mình nhà mình. Nên các bạn không bán thì các bạn lỗ. Các bạn có chặt bỏ đi chăng nữa, nó vẫn có một giá 1.000, không bao giờ nó nhảy lên. Tại vì sao? Tại vì hiện tại các bạn nên nhớ ở Hà Nội đang dịch rất là nặng, phía ngoài đó trời lạnh đang dịch rất là cao, và bên Trung Quốc hiện tại là đang đóng cửa khẩu, đang có dịch bên Trung Quốc thì người ta sẽ ngưng hay mua hàng lại. Tại sao đi qua bên, muốn đi qua bên Trung Quốc thì phải đi qua phía ngoài kia thì trời lạnh xịt, người ta cũng sợ cho nước người ta cũng là sợ cho dân người ta, thì ta phải chắc ăn cho dân người ta. Thì cũng như bản thân mình thôi, mình đi ra mình dịch bệnh, mình thấy nhà nghe nhà kia ồ nhà đó nó có dịch rồi, các bạn có dám qua đâu, trốn hết, thấy nó né thì cũng như người ta nói, người ta thấy mình ta né mình thôi. Thì giá thanh long nó sẽ rẻ và nó sẽ trở lại khi mình nói lúc đầu khoảng 30 tháng 4 và mùng 5 tháng 5 là giá thanh long nó sẽ trở lại lúc đầu như mong muốn nha. Còn những bà con nào nghĩ rồi thấy không chắc ăn thì có thể nghỉ luôn, nhưng mà đảm bảo rằng là hàng mùa năm nay nó sẽ có giá ha, hàng mùa năm nay nó sẽ có giá, vì hàng mùa năm nay là mình mưa ngoài kia nắng là sẽ có giá, thì các bạn cứ để ý mà xem nha. Còn bây giờ thì mình giới thiệu một nửa đó là canxi bo dạng nước ha, bà con mua về công ty nào cũng được, có công ty thì màu trắng, có công ty thì màu vàng, vẫn mua về vẫn xịt lên là pha cho nó 50ml cho một bình 16 lít, xịt chung với tất cả các loại thuốc, nó không gây lên trái, nhưng mà trái 20 ngày trở lên thì đừng có phun để khỏi tình trạng nó bị xanh nha, bình rêu quá mọi người nha. Rồi cái chai rất là rẻ tiền, không bao nhiêu hết, có mấy chục ngàn thôi. Còn bây giờ cuối video xin chào và hẹn lại mọi người nha, chúc quý bà con có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thành công, và cũng mong cho hết dịch để chúng ta quay lại cuộc sống như ban đầu. Và cũng bà con cũng đừng có cái suy nghĩ là 1.000 chúng ta không bán, 500 chúng ta không bán để cho nó lên giá, không lên giá đâu mọi người. Cái chính sách zero của mấy anh Tàu đã đưa ra là như vậy rồi, bây giờ là chúng ta phải đối mặt với hiện tại chứ không phải là chúng ta không bán là giá nó sẽ lên. Chúng ta không bán là đồng nghĩa vấn đề là chúng ta không có gạo ăn thôi, chứ không phải là chúng ta không bán thì nó sẽ lên. Tại vì sao? Tại vì kinh tế nó làm về kinh tế, làm về cái mặt thị trường của người ta, chứ không phải là làm về cái dối tình cảm riêng tư mà thấy ông nhõng nhẽo, ông nũng nỉnh rồi nó sẽ lên giá cho ông, đừng khóc. Không phải đâu quý vị, chúng ta càng làm như vậy thì bên đó người ta càng khoái ha mọi người ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha, chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ, bye bye.